Thank you.
tới chừng nhổ cái cây sắt ở dưới lên trần thân các bạn. À, giờ mình cho các bạn biết là mình ngồi bằng cách nào nha các bạn. Cái khúc này mình sẽ nối với cái cây mà nằm dưới đất các bạn. Giờ tới cái lúc mình làm. Cái này mình sẽ lồng vô trong cái quần các bạn. Lồng vô trong cái quần. Sau mình mặc nó vô luôn. Nó là vậy các bạn. Cảm ơn các bạn nha. Nếu các bạn thích video hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn.